Xin chào tất cả các em. Cô rất vui mừng chào đón các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 của olm.vn. Bài giảng này được dựa trên sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 có trong bộ Cánh diều. Ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 3, sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nội dung chính của bài học này gồm có 4 phần. Phần đầu tiên sẽ cho chúng ta biết về nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn. Phần thứ hai là cấu tạo của bảng tuần hoàn. Ở phần thứ ba, cô và các em sẽ khám phá về vị trí của các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm trong bảng tuần hoàn. Và cuối cùng là ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Phần số 1 Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Từ thời trung cổ, con người đã tìm ra một số nguyên tố được sử dụng để làm vật liệu như vàng, bạc, sắt và đồng. Đến năm 1649, Henric Brand là một nhà giả kim người Đức đã phát hiện ra sự tồn tại của nguyên tố Phosphorus và kéo theo đó, tới năm 1869 đã có tới 63 nguyên tố hóa học được tìm ra việc này đã đặt ra câu hỏi cho các nhà khoa học là làm thế nào để sắp xếp các nguyên tố này một cách hợp lý và có quy luật phải mất rất nhiều thời gian bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mới được ra đời và các nguyên tố hóa học trong đó được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân của nguyên tử Bảng tuần hoàn là một phát minh vĩ đại của ngành hóa học nói riêng và ngành khoa học nói chung. Nó đã tạo nên một bước tiến lớn trong việc tìm hiểu và nghiên cứu tính chất của các nguyên tố hóa học. Hình ảnh mà các em đang quan sát ở trên slide chính là bảng tuần hoàn hiện nay, chứa 118 nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Bảng tuần hoàn được tạo thành từ những ô vuông nhỏ gọi là ô nguyên tố. Các hàng dọc được gọi là nhóm và các hàng ngang được gọi là chu kỳ. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về cấu tạo của bảng tuần hoàn trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, mỗi nguyên tố hóa học được sắp xếp vào một ô của bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố. Ô nguyên tố sẽ cung cấp các thông tin về số hiệu nguyên tử, ký hiệu hóa học Tên nguyên tố cũng như là khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó. Số hiệu nguyên tử bằng đơn vị điện tích hạt nhân và cũng là số thứ tự của nguyên tố ở trong bảng tuần hoàn. Ta có ví dụ sau, hạt nhân nguyên tử carbon chứa 6 proton, do đó số hiệu nguyên tử cũng là 6 và nguyên tố carbon cũng nằm ở vị trí số 6 trong bảng tuần hoàn. Dựa vào ô nguyên tố ta có thể quan sát được, carbon có ký hiệu hóa học là C và khối lượng nguyên tử là 12 amu. Để hiểu rõ hơn về phần này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau đây nhé. Câu trả lời mà các em đưa ra hoàn toàn chính xác, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo. Chu kỳ Chu kỳ gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp thành hàng theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Số thứ tự của chu kỳ bằng số lớp electron trong nguyên tử của các nguyên tố thuộc chu kỳ đó và trên hình là ví dụ về các nguyên tố thuộc chu kỳ 2. Bảng tuần hoàn hiện nay gồm có 7 chu kỳ được đánh số từ 1 cho đến 7 và chúng ta sẽ tìm hiểu về các chu kỳ 1. 2 và 3 hay còn gọi là các chu kỳ nhỏ. Chu kỳ 1 gồm hai nguyên tố là hydrogen và helium. Nguyên tử của hai nguyên tố này đều có một lớp electron và điện tích hạt nhân tăng dần từ hydrogen là cộng 1 đến helium là cộng 2. Chu kỳ 2 gồm có 8 nguyên tố từ lithium đến neon. Nguyên tử của các nguyên tố này có 2 lớp electron và điện tích hạt nhân cũng tăng dần từ lithium là cộng 3 đến neon là cộng 10. Chu kỳ 3 gồm 8 nguyên tố từ sodium đến argon. Nguyên tử của các nguyên tố này đều có 3 lớp electron, điện tích hạt nhân tăng dần từ sodium là cộng 11 đến argon là cộng 18. Trong một chu kỳ, khi đi từ trái sang phải theo chiều tăng dần của định tích hạt nhân, mở đầu chu kỳ là một kim loại điển hình trừ chu kỳ 1. Cuối chu kỳ là một phi kim điển hình và kết thúc chu kỳ là một khí hiếm. Đối với chu kỳ 3, kim loại mở đầu chu kỳ là sodium, chlorine cuối chu kỳ là một phi kim điển hình và argon là một khí hiếm để kết thúc chu kỳ. Để củng cố khái niệm về chu kỳ này, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau đây nhé. Rất chính xác rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với khái niệm về nhóm trong bảng tuần hoàn. Nhóm gồm các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau, được xếp thành cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân. Trên hình là ví dụ về hai nhóm 1A và 7A ở trong bảng tuần hoàn. Bảng tuần hoàn gồm 18 cột, trong đó có 8 cột là nhóm A và 10 cột là nhóm B. Nhóm A gồm các nguyên tố kim loại, phi kim và khí hiếm, trong khi nhóm B chỉ chứa các kim loại truyền tiếp. Và trong giới hạn của chương trình, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về nhóm A. Nhóm A được đánh số thứ tự bằng số La Mã, lần lượt từ 1A cho đến 8A và số thứ tự của nhóm A bằng số electron lớp ngoài cùng có trong nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm đó. Nhóm 1A gồm các nguyên tố kim loại hoạt động mạnh, còn được gọi là kim loại điển hình trừ hydrogen. Nguyên tử của chúng đều có một lớp electron ở ngoài cùng điện tích hạt nhân của nguyên tử kim loại trong nhóm 1A tăng dần từ lithium là cộng 3 cho đến francium là cộng 87. Nhóm 7A gồm các nguyên tố phi kim hoạt động mạnh, hay còn gọi là phi kim điển hình, trừ tennessee. Nguyên tử của chúng có 7 electron ở lớp ngoài cùng và điện tích hạt nhân của nguyên tử phi kim trong nhóm 7A tăng dần từ fluorine là cộng 9 cho đến astatin là cộng 85 và cuối cùng là nhóm 8A gồm các nguyên tố khí hiếm nguyên tử của chúng đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng trừ helium và điện tích hạt nhân tăng dần từ helium là cộng 2 cho đến oganesson là cộng 118 từ các kiến thức đã được học các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tương tác sau đây nhé Câu trả lời của các em hoàn toàn chính xác và chúng ta có thể tổng kết lại nội dung kiến thức của hai phần vừa rồi thông qua một số tóm tắt như sau. Đầu tiên, các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Thứ hai, bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố hóa học mà vị trí được đặc trưng bởi ô nguyên tố, chu kỳ và nhóm. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nội dung về vị trí của các loại nguyên tố cũng như ý nghĩa của bảng tuần hoàn sẽ được đề cập trong video tiếp theo nhé. Để làm thêm các bài tập vận dụng mở rộng, các em hãy tham gia khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7 tại olm.vn. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo.